Mày chắc là cửa trên ăn không? Phân tích kỹ chưa? Kỹ rồi hả? Tao cũng muốn vào nhưng mà bây giờ không còn đồng nào. Chắc ăn gì? Mày không vào gì? Được rồi. Để tao tính. Kèo này nghe cũng thơm đấy nhỉ? Ok nhá. Để tao tính cho tao bảo lại. Ok, rồi. Chị à? Này, làm gì mà ngồi đặt mặt ra thế? À, em đang nghiên cứu số học mà. Thế à? Số học á? Vâng. Này, đi học lại à? À không, em học thêm thôi. À. Thêm cho chắc kiến thức đi mà. À, chị còn đi đâu nữa không ạ? Không, chị đi vừa đi làm về mà. À thế à? Chị cho mượn xe đi. Em đi có việc. Đi có việc à? Vâng, đi một lúc thôi. Ừ, thế lấy mà đi. À mà này. Dạ. Nhớ đổ đầy bình xăng cho chị đấy nhá. Vâng, chị yên tâm. Đi em đổ nhá. Vâng, chị vào nghỉ ngơi đi em đổ cho. Chị vào đây. Vâng. Mày nghiên cứu kiểu gì mà mày bảo là cửa trên thẳng ta? Cửa dưới em quăng nổ như thế. Mày giết tao rồi. Tao vào hết cửa trên rồi. Ôi giời ơi, mày đốt nhà tao rồi. Ôi giời ơi, Hải ơi, chạy, chạy ở đâu, chạy ở đâu để chị gọi cứu hả? Hả? Không, chạy nhà gì đâu. Tao vừa mới thấy mẹ bảo là chạy nhà còn gì nữa, không đi báo công an nhá. Em nói đùa với bạn thôi, bọn em trêu nhau gì gì đâu. Trời ơi, thế mà cứ tưởng là chạy ở đâu. Chạy gì đâu. Này chị bảo đây, cho chị xin cái chìa khóa xe đi, chuẩn bị chị đi đây. Chìa khóa xe chị? Cái xe hôm qua em mượn chị đấy. Vâng. Nhưng mà chị ạ. Hả? Chuyện nó thế này. Hôm qua ấy, em mượn xe của chị. Em thế? Chạy sang bên nhà bà ngoại. Thế là em đang ở bên đấy thì em bị đau bụng. Đau bụng à? Đau bụng. Bà ngoại em lo lắng lắm. Thế là gọi taxi cho em vào viện khám luôn. Sợ em bị ruột thừa. Thế nhưng mà xong cô làm sao không? May quá chỉ là đau bụng run rồi chị ạ. Đau bụng run à? Vâng. Ôi, thôi, thế là may rồi. Trong cái rủi là vẫn có cái may. Nhưng bà này, nhớ mua thuốc run phải mà tẩy nhá. Ải lớn thế này rồi để đau bụng run bao giờ không? Thế thì ra mua luôn. Thế cho chị xin cái chìa khóa xe. À, lại nói về chuyện cái chìa khóa xe chị ạ. Thế là chính vì em vào viện khám. Thế là đi bằng taxi, thế là xe em lại vẫn để ở bên nhà bà ngoại chị ạ. Cái xe của chị là ở bên nhà bà ngoại em. Vâng, để tí nữa em sang em lấy cho. Thế thôi được rồi, không sao, cứ để bên đấy cũng được. Thôi thế chị đi nhá, chị gọi taxi vậy vâng, nhá. Mà cái người đẹp như chị phải đi taxi, đi ô tô mới đúng chứ. Chứ đi xe máy nhiều, ra đường người ta ngắm, người ta lại trêu cho. Chú, chị được cái đẻo mét rồi này, nhưng mà chị thích đi. Chị đi nhá. Vâng, chị đi làm nhá. Vâng ạ, à, em chào chị ạ. Chị đến rồi đây. Không em đúng rồi. Ra ngay nhá. Chẳng phải đây là xe của mình à? Con trai nó bảo nó để ở nhà bà nó. Em ơi. Chào em. Nếu mà có nhu cầu thì cứ qua thẳng cửa hàng em đi. Em không nhận làm riêng chị ạ. Làm gì hả em? Thì nếu mà có nhu cầu cầm cái gì thì cứ qua thẳng cửa hàng em. Ở đây có người mà. Cầm. Là cầm đồ hả? Vâng, cầm đồ. Em là em họ của Thái à? Không biết, em chịu, không biết Thái nào đâu. Sao lại ngồi trên xe của chị là thế này nhở? Chị nói thế nào ấy, xe này của em, xe nào của chị? Ơ kìa, xe này chị cho thằng Thái nó mượn, nó bảo nó mang sang bên nhà bà nó mà, sao em lại ngồi trên xe của chị là thế nào? Chị làm sao, bây giờ là em chả biết Thái nào cả, mà xe này là xe khách ra cầm của em. Là cậu đã biết chưa? Đây rồi, ra đây. Cái xe của chị em bảo là em để ở bên nhà bà ngoại em mà sao con cậu này cậu ấy lại đi xe của chị đấy nào, mày mang xe của chị đi cầm đồ đúng không? Đâu, thực ra em cái gì em bận cùng em mới phải làm vậy thôi. Trời ơi, sao lại làm như thế hả? Em bảo là em mượn xe của chị đi công việc cơ mà. Thì hôm qua em có trận bóng chị ạ. Chắc là hôm qua đánh bóng thua.
chơi cá độ bóng đá phải đem xe cho cái cậu này đặt cầm đồ. Ôi trời, bây giờ làm nào? Giả chị xe đi. Để cái gì? Em đi làm rồi, em kiếm tiền em nhổ. Này, tôi không biết đâu nhá. Cứ không đúng hạn thì đứt luôn con xe đấy. Tôi anh thông cảm nhá. Tôi sẽ là người giả tiền cho cậu Thái. Hả? Anh thấy có được không ạ? Thì tất nhiên là được, miễn là sao có tiền tươi trong thật là được. À, vâng. Thế thì anh cho tôi xin số điện thoại, tí nữa tôi gọi cho anh. Xong rồi tôi ra lấy từ đấy xe xong, đúng không? Nói chung là cứ thanh toán xong thì là giấy tờ của cậu Thái mới về được nhá. Vâng, tôi biết rồi. Xe không quan trọng, bây giờ giấy tờ Thái để hết ở cửa hàng rồi. Cứ cầm xe về, khi nào cầm đủ tiền thì lấy giấy tờ về nhá. Uy tín, quán của tôi ở đây mà. Ok, anh nhá. Mày. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cái gì? Tôi nhá, tôi lấy xe cho chị, người yêu tôi. Chuyện gì nhá? Còn cái tiền của cậu ấy, cái tiền mà trả tiền xe này. Trừ luôn. Trừ luôn. Thế là mấy tháng nữa rồi em không có tiền tiêu ạ. Tiêu gì nữa? Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẻ chia khúc hát. Một mái nhà hạnh